À, xin chào anh chị, thì hôm nay lên cây gọng kính Nhật anh chị ha. Gọng của Nhật, cây này mạ vàng 18k, gọng titanium anh chị ha, gọng titanium bản gọng to, gọng này đeo thì cũng rất là nhẹ. Đấy, cho những anh thích chắc chắn, dòng 3 mảnh đeo rất là sang anh chị ha. Cái này thì là mắt, đang là mắt không độ, mắt của nó về các anh chị phải thay anh chị ha. Cái này là các anh chị về phải thay mắt. Còn mắt đây là đang lắp, chỉ là mắt để mua, mắt không độ thôi. Thông số kính ở bên này đây, để em thay gió. Để chữ trên càng tất cả được khắc chìm hết anh chị ha. Chị nào quan tâm thì vui lòng nhắn tin qua Zalo nhé, 0902277552. Em cảm ơn.